chào các bác nhé. Hôm nay lại quay lại với các bác một cái video về cái dòng súp JBL mà bữa trước thì em đã làm video rồi. Đấy. Hiện tại thì cái giá em đang bán gần như là cái giá bán thợ các bác nhé. Nó rất là chất lượng. Đấy. Và lát nữa thì em sẽ test cái chất âm cho các bác nha. Em cam kết là rất hay. Và giá hiện tại em nói thực sự với các bác là em đang bán lấy tương tác. Đang bán lấy tương tác. Lời đúng 200 ngàn quả súp thử các bác nhé. Dây của em là toàn dây GSC các bác nhé. Toàn dây GSC như này nhé. Dây AV đấy. Chứ không, em không dùng cái loại dây rẻ tiền đâu. Nên các bác dùng các bác hoàn toàn là yên tâm nhé. Và chất lượng của nó và cái thông số của nó thì bữa trước em đã tháo cho các bác xem rồi, và thông số thì hôm nay em đọc lại cho các bác xem để các bác tham khảo, các bác đi mua các bác có thể tìm hiểu. Đấy. Đối với quả súp này thì nó đang sử dụng một bát 30 màng carbon gân gân cao su rất là dày bác nhé, và mạch của nó là mạch nguồn xuyến đồng 100% các bác nhé. Cái thông số của nó là từ 140 các bác nhé, và côn 51, bát 30 từ 140 côn 51. Đấy. Mạch nguồn đồng xuyến hoàn toàn các bác nhé. Chất lượng thì em cam kết luôn, màng thì màng carbon rồi. Chất lượng em cam kết cho các bác rất tuyệt vời và rất là hay. Tại sao thì em bán cái giá, em nói là cái giá mà lời cũng 200 ngàn, bán lên tương tác, vì thực ra thì không phải như cửa hàng mà một ngày như ngày hôm nay em bán 5 quả súp này các bác nhé. Đây này, thông số sau đây các bác xem đi, thực sự không mua là rất là phí. Công suất mở của nó là 300W. Đây nó ghi là made in USA, nhưng mà thằng này là thằng Trung Quốc thì nó ghi cho nó gọi là ăn theo cái hàng JBL thôi. Còn thực chất là nó là hàng Trung Quốc thì là nó chỉ có nó thích ghi gì thì nó ghi USA hoặc là Pháp hoặc là Mỹ gì, nó thích cái gì thì nó ghi cái đấy thôi các bác nhé. Hàng Trung Quốc thì công suất thì 300W thì nó ghi mình biết vậy thôi, nhưng đảm bảo chất lượng các bác thực sự nó rất là hay, mà em đang bán thực sự là cái giá là lấy tương tác thôi. Nhiều bác các bác đi mua thì bác có thể tham khảo cái chất lượng của súp thông qua cái thông số kỹ thuật nhé. Đấy, vừa em đọc cho bác rồi, bây giờ em test thử cho bác nghe nhé, cực hay luôn. Còn cái giá mà bán nó thật với các bác là 200.000 chỉ đủ công bê hàng vào và đóng hàng đi gửi cho bác thôi, không giấu giếm gì cả. Bác nghe này, đấy, các bác nghe thấy không, đánh rất lực luôn. Mà mái tôn thì em đang dùng này, mái tôn là mái tôn trước cửa, còn bên trên này là hoàn toàn tôn lạnh, nó không kêu, mái tôn trước cửa. Đấy, đánh rất lực nhỉ, cực kỳ lực luôn. Đấy, em ngửa cho bác xem. Đấy. Đấy. Bát đất đánh cực hay, cực kỳ hay. Hình thức thì đẹp, mặt đen sang trọng. Đấy, xung quanh thì là cái màu cánh gián rồi, còn mặt trước là mặt đen rất là sang trọng, bát úp đất cực kỳ là hay các bác nhá. Đấy, cực kỳ là hay. Đấy, các bác nghe theo, rất hay các bác nhé. Với một cái chi phí mức giá 2 triệu em khẳng định với các bác là quá là ok, quá là đáng để mua. Còn thực chất là em nói tâm sự thật luôn là nếu như mà để mua quả súp này với cái giá chuẩn nhất, cái giá chuẩn mà người ta bán để người ta phải có lãi thì rẻ nhất cũng phải là 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 700 nghìn đồng. Đấy là người bán mức giá bình thường, không có gì chặt chém bác nhé. Với cái mức giá 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 là người ta bán bình thường đấy, người ta không chặt chém các bác đâu. Còn bán với mức giá 2 triệu như em nó thực từ nhà em bán là bán lên tương tác thôi. Chứ còn nếu mà cứ bán 2 triệu như này thì nó thật với bác đang chỉ bỏ nghề sớm, chả ai làm được. Các bác có 200.000 quả súp nó thật có công bê hàng về và đem hàng đi gửi không? Đấy. Mặt sau đây. Đây là cái thanh tản nhiệt của nó. Rất là xịn sò. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Hàng em bán em đảm bảo luôn, còn không dán tem đâu các bác nhé. Riêng hàng của em không dán tem nhé. Hàng Trung Quốc là một, và đặc biệt là hàng bãi như này là không bao giờ dán tem. Đấy, các bác mang về các bác có thể mở cho các bác xem được, không có dán tem đâu. Trừ khi hàng chính hãng thì em không thể mở, bản thân em cũng không mở vì mở mấy mất bảo hành nên em không mở. Còn hàng Trung Quốc là một và hàng bãi là hai, các bác về các bác cứ mở tung lên cho em. Em không cấm. Mở tung lên xem nó nói có đúng không? Từ có đúng từ một người không? Mạch có đúng mạch xuyến không? Bát có đúng như thế không? Đấy, cứ mở xem. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái dòng súp này thì liên hệ trực tiếp với em. Em đảm bảo các bác đánh rất hay nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Và thông tin thì em cái biển không biết em vất đâu rồi. Thì lát em sẽ để cái thông tin cái số trên thanh tiêu đề nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì mua ngay, mua nhanh. Vì hiện tại em đang để cái giá gần như là giá tương tác thôi, chứ không gần như là không lời lại gì đâu. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều nhé.